người ta nói rau nào sâu nấy, vì vậy trồng rau aquaponics chúng ta cũng phải quan tâm đến vấn đề phòng trừ sâu hại. Như chúng ta biết, trong hệ thống aquaponics, sử dụng thuốc trừ sâu có thể làm chết cá và vi khuẩn có lợi. Vì vậy tốt nhất chỉ dùng các biện pháp sinh học và tăng cường sức đề kháng cho cây. Thứ nhất là sử dụng màn lưới bảo vệ, phương pháp này khá phổ biến hiện nay. Cái này có thể tốn thêm một khoảng chi phí đầu tư ban đầu nhưng hiệu quả lâu dài về sau. Các bạn chú ý lựa chọn kích thước mắt lưới tùy thuộc vào loại côn trùng gây hại, ví dụ mắt lưới 0,15mm thì ngừa bọ trĩ, mắt lưới 0,35mm ngừa bọ chết và dồi trắng, mắt lưới 0,8mm ngừa sâu ăn lá. Thứ hai là cách ly, hạn chế phá hoại của sâu dày. Nếu có điều kiện các bạn có thể trồng rau trên sân thượng giúp giảm bớt sâu bệnh tấn công, quét dầu nhớt xung quanh khay rau để ngăn kiến bò lên. Một cách nữa là làm thủ công thôi các bạn à, loại bỏ sâu bọ, côn trùng bằng tay hoặc dùng vòi nước phun vào lá cây. Đây là phương pháp hiệu quả nhất trong mô hình aquaponics quy mô nhỏ, tuy nhiên với quy mô lớn sẽ gây tốn công và mất nhiều nước. Nếu bắt tay thì chúng ta nên chờ khi trời mát, sâu bọ ra ngoài ăn rau, khi đó mình dễ tiêu diệt hơn. Phương pháp tiếp theo là các bạn có thể đặt bẫy sâu dày, mình sẽ dùng các loại bẫy dính trong nhà kính hoặc nhà lưới, loại màu xanh để bẫy bọ trĩ màu vàng bẫy các loại bướm và dơi trắng một phương pháp khác rất hiệu quả là dùng bẫy để thu hút côn trùng đực làm giảm khả năng giao phối của côn trùng cách khác là chúng ta quản lý môi trường bằng cách tạo ra một hệ thống có thể thay đổi cường độ ánh sáng độ ẩm nhiệt độ để gây bất lợi cho côn trùng và sâu bọ tuy nhiên cách này chỉ phù hợp áp dụng cho các mô hình aqua thương mại quy mô lớn chứ trồng vài ba chậu cóc ổi mía ghim giải trí kiếm rau cho gia đình ăn thì không cần các bạn nhé phong trừ sâu hại các bạn cũng có thể lựa chọn cây trồng. Thực tế, mỗi loại rau đều có khả năng chống chịu sâu bọ khác nhau. Đây là lý do chính mà mô hình trồng sen canh chống sâu bọ hiệu quả hơn trồng độc canh. Có nghĩa, khay rau vừa trồng cải trắng xong, vụ mới các bạn có thể trồng loại cải khác, cây khác, mầm bệnh có trong khay rau cũ không thể phá hoại cây vụ mới, mình cắt đường phá hoại của sâu bệnh, ngoài ra, nên chọn giống cây có khả năng kháng sâu bệnh tốt. Trồng một loài liên tục trong nhiều mùa có thể có tác động chọn lọc đối với sâu bệnh xung quanh, do đó, thay đổi cây trồng trong một thời gian ngắn có thể làm giảm mạnh các loài gây hại. Bên cạnh đó, các bạn có thể thu hút sâu bọ ra ngoài, trồng các loại cây dễ bị sâu bệnh xung quanh hệ thống aquaponics. Đây là các loại cây hiến tế để thu hút sâu bọ, côn trùng ra ngoài sau đó phun thuốc trừ sâu, nó giống như các mô hình ruộng lúa bờ hoa của nông dân vậy đó các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể trồng kết hợp các loại cây có khả năng hỗ trợ cho nhau. Một số loại cây có thể tiết ra hóa chất tự nhiên. Các hóa chất này có thể thu hút hoặc đẩy lùi một số loại côn trùng nhất định và có thể tăng hoặc giảm tốc độ sinh trưởng và sản lượng của các cây lân cận. Các bạn cũng lưu ý điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp cho cây trồng. Cây trồng dư đạm dễ bị sâu bệnh tấn công vì vậy cần phải pha loãng nước nếu hàm lượng ni nitrat lớn hơn 120mg trên lít. Bên cạnh đó, cây trồng mật độ cao cũng tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển vì vậy cần giảm mật độ cắt tỉa kết hợp trồng các loại cây chịu bóng tăng cường thông gió để cây phát triển tốt hơn khi bắt đầu vụ mới các bạn nên vệ sinh cho sạch lại bỏ tất cả rễ cây lá chết vào cuối vụ thu hoạch giúp giảm tỷ lệ sâu bệnh đối với những trường hợp bắt buộc dùng thuốc trừ sâu thì chúng ta nên tự chế thuốc từ sâu chiết xuất từ thảo mộc ví dụ các bài ngâm rượu Gừng để diệt sâu hại ngoài ra chúng ta cũng có thể diệt sâu dày bằng cách kiểm soát sinh học. Hai sinh vật được sử dụng rộng rãi trong aquaponics và nông nghiệp hữu cơ là vi khuẩn Electusiens và nấm bè Alvesia basiana, dùng để phun trực tiếp lên lá hoặc côn trùng. Electusiens gây tổn thương hệ tiêu hóa của côn trùng, nấm bè Alvesia basiana gây bệnh cho dày thân, dày lá, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ xít hại lúa và bọ xít đen. Thiên địch cũng là một lựa chọn để chúng ta diệt sâu dày. Dùng các loài thiên địch để kiểm soát côn trùng rất hiệu quả trong môi trường nhà kính hoặc nhà lưới. Tuy nhiên, biện pháp này yêu cầu kiến thức về từng loại thiên địch khác nhau và cần giám sát thường xuyên để chọn loại thiên địch trong từng thời điểm khác nhau. Phương pháp này không thể tiêu diệt toàn bộ các loài gây hại. Aquaponics là một hệ sinh thái nên chỉ có thể sử dụng các biện pháp hữu cơ để hạn chế dịch bệnh dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của cây đối với bệnh tật như chống oxy hóa hoặc kháng sinh giống như một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ chống chọi tốt với bệnh tật vậy đó các bạn nên chúng ta cần lưu ý bổ sung điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý cho cây trồng dư niter làm cây mọng nước dễ bị nấm tấn công thiếu niter làm cây còi cọc tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn cơ hội ca lý tăng cường khả năng tự chữa lành vết thương chống rét tăng thời gian sinh trường phốt pho kích thích ra hóa đậu quả Canxi giúp cho tế bào khỏe mạnh, hạn chế nấm thâm nhập. Silic giúp cây giải phóng hợp chất phenol kháng sâu bệnh. Aquaponics là một hệ sinh thái có khả năng kháng bệnh tốt hơn thủy canh. Tuy nhiên trong khí hậu nhiệt đới, dịch bệnh có thể bùng phát và không thể dùng các biện pháp theo tiêu chuẩn nông nghiệp thông thường, các loại hóa chất và liều lượng dùng với điều kiện không được gây hại cho cá. Trên đây là một số giải pháp cơ bản, tùy quy mô, điều kiện mà các bạn có thể áp dụng để hạn chế phá hoại của sâu dày chúc các bạn thành công